Thưa quý vị, hiện nay nông dân tỉnh Bình Thuận đã bắt đầu bước vào thu hoạch thanh long trái vụ. Thanh long đang được tiêu thụ mạnh với giá bán tại vườn là từ 26 cho đến 28.000 đồng một kg, tăng từ 5 cho đến 7 lần so với giá thanh long mùa chính vụ. Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, thời điểm này đang là giao mùa giữa thanh long cuối vụ và thanh long trái vụ nên sản lượng thanh long rất ít. Một số nhà vườn trong đèn sớm thì thời điểm này đã thu hoạch và bán được giá cao. Chính vì sản lượng ít khan hiếm hàng nên thanh long đang tăng giá. Mặc dù đang được giá nhưng thanh long trái vụ vẫn không đủ cung cấp cho các đơn xuất khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc. Để đảm bảo đủ nguồn hàng, nhiều thương lái phải vào tận vườn để đặt cọc trước. Dự kiến khoảng một tháng nữa khi bà con bắt đầu thu hoạch rộ thì giá thanh long sẽ ổn định hơn.